Thưa quý vị, trong khuôn khổ chương trình đồng hành cùng OCOP tôn vinh nông sản Việt trên toàn hệ thống Co-op Park, một sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày quốc tế hợp tác xã. Tại Long An, siêu thị Co-op Park Tân An phối hợp với Sở Công Thương thực hiện tuần lễ sản phẩm OCOP tỉnh Long An. Diễn ra từ ngày 8 cho đến ngày 14 tháng 7, tuần lễ sản phẩm OCOP tỉnh Long An tại siêu thị Co-op Park Tân An là cơ hội, điều kiện thuận lợi để các đơn vị doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm của mình đến người tiêu dùng. Trước mắt thì có khoảng 15 doanh nghiệp tham dự và giới thiệu cái sản phẩm OCOP đến khách hàng tại tỉnh nhà. Trong tương lai thì siêu thị cũng sẽ phối hợp để nhân rộng cái số lượng các doanh nghiệp tham gia nhiều hơn. Trong thời gian diễn ra tuần lễ sản phẩm OCOP, các doanh nghiệp trong tỉnh có sản phẩm OCOP sẽ được ưu tiên trưng bày và kinh doanh hàng hóa tại siêu thị hoàn toàn miễn phí. Đồng thời, siêu thị chọn lọc sản phẩm OCOP để đa dạng mặt hàng nhằm thu hút khách tham quan mua sắm. Về mặt trưng bày thì đẹp nè, rồi đóng thành phẩm thấy sạch sẽ nè, rồi giá thì cũng chấp nhận được, thì cũng để mà cho người tiêu dùng họ thử vậy thì thấy hợp lý. Chương trình đồng hành cùng OCOP tôn vinh nông sản Việt của hệ thống Co-op Mart là giải pháp phù hợp để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm thế mạnh chủ lực của tỉnh, qua đó giúp người dân nhận diện thương hiệu cũng như chất lượng sản phẩm của địa phương mình. Bên trong khu tự chọn của siêu thị thì hiện nay kết nối được 5 doanh nghiệp. Trong đó là đối với 5 doanh nghiệp là thực phẩm khô và 2 doanh nghiệp là thực phẩm tươi sống. Và song song đó thì một vài doanh nghiệp chiếm cái tỷ trọng cung ứng hàng thực phẩm tươi sống, cung ứng tập trung vào sàn Tết. Những cái sản phẩm đặc thù của tỉnh Long An, ví dụ như chanh không hạt, rau, hợp tác xã rau, thì những cái đơn vị đó là đã kinh doanh tập trung. Thì tổng cộng riêng tại siêu thị Co-op Mart đã vào thì khoảng 8 doanh nghiệp. Thì trong đó có một vài doanh nghiệp thì có cái doanh số khá lớn. Sau sự kiện này, siêu thị Co-op Mart Tân An sẽ thực hiện các thủ tục để tiếp tục bổ sung những doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn vào kinh doanh định kỳ tại khu tự chọn của siêu thị, góp phần kích cầu tiêu dùng theo hướng hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam.